ở đồi cát như vậy thì có thể trồng cây gì và liệu cây có thể lên được hay không? Các bạn có tin là chúng ta sẽ làm cho khu này thành rừng được không các bạn? Tin, phải tin nha. Lần đầu tiên em trồng cây trên cát mọi người ạ. Mọi người, hiện tại sau hơn 2 tiếng mà Hen di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh tới Bình Thuận thì Hen đã tới vị trí mà trồng rừng ngày hôm nay. Và đối với Hen, đây là một cái vị trí trồng rừng cực kỳ đặc biệt so với các chuyến đi trồng rừng khác của mình. Với vị trí trồng rừng ngày hôm nay thì Hen cực kỳ ngạc nhiên. Như mọi người thấy đấy, nhìn ra bên kia thì là bãi biển. Và cái khu vực mà Hen đang đứng ở đây là đồi cát trống hoàn toàn luôn. Ở đồi cát như vậy thì có thể trồng cây gì? Và liệu là ở trên đồi cát như vậy thì cây có thể lên được hay không? Nên là Hen đang đặt rất là nhiều thắc mắc. Nhưng mà khi mà trồng, chắc chắn là Hen sẽ trồng bằng cả tình yêu của mình, bằng cả cái niềm hy vọng, và cây có thể sinh sôi và phát triển ở tại đây. Nếu như mà mình trồng cái cây đó lớn lên và có thể phát triển thì đây Hen nghĩ là một kỳ tích. Thật sự đây là một kỳ tích, nên là Hen sẽ rất là hết mình trong cái buổi trồng cây ngày hôm nay. Và cảm ơn đây đơn vị mà đồng hành cùng Hen để có được hecta rừng ở đây đầu tiên, đó là Sociola. Đây là một cái điều rất là đặc biệt với Hen. Hen chân thành cảm ơn Sociola đã đồng hành với Hen trong cái dự án trồng rừng và trồng ở một cái vị trí đặc biệt này. Và hy vọng khi những cái cây này qua một năm hoặc là trong thời gian tới mà có thể phát triển thì Hen hy vọng sẽ nhiều người tin tưởng và sẽ cùng nhau chung tay để trồng rừng. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ sẽ theo dõi hành trình đi trồng cây của Hen ngày hôm nay nha. Đi thôi nào, let's go. Mọi người đã tới rồi, đi trồng cây thôi. Tôi trồng một cây, tôi có bóng mát. Nhưng mà tôi trồng bóng mát cho tất cả chúng ta. Ai trồng cây người đó có bóng mát, nhưng mà mình trồng thì tất cả mọi người đều có bóng mát. Mưa rồi, mưa rồi. Lúc mà mọi người gửi hình thì anh nghĩ ôi nóng thế. Wow, kiểu mang đầy sự nghi ngờ và hoài nghi để tới đây. Hello chị. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Lại đến chị khỏe không? Mới. Chị hôm nay rất hay ho. Hay ho hả chị? Có màu tóc mới nè. À, đúng rồi. Hi everyone. Hi. So I'm Chris from Sociola Indonesia. Thank you Ms. Henny, and then thank you Gaya to organize this event, and of course all the KOL that thank support you. Us. And then as well as the Sociola PST. Yeah. So we are very proud to be part of this planting tree activities today. Thank you very much and enjoy the event today. Thank you. Thật ra Huyền nghĩ là mỗi khi mà mình bắt đầu làm việc gì ấy, theo quan điểm của Việt Nam mình mà có mưa là rất là hên đúng không? Đúng vậy. Rất là may mắn, mà nhất là ở một cái chỗ rất là sa mạc như này mình rất cần mưa, mà mình đến một cái có mưa là mình thấy rất là vui á. Các bạn có tin là chúng ta sẽ làm cho khu này thành rừng được không các bạn? Tin, phải tin nha, và phải gửi thật nhiều tình yêu vào đây. Ôi, lần đầu tiên em trồng cây trên cát mọi người ạ. Mình đã lựa một cái cuốc ở đây rồi mọi người ơi. Bây giờ là mình sẽ đi trồng. Có vẻ như là cái diện tích mà mọi người phải hoàn thành trồng ngày hôm nay cũng khá là lớn đó. Nhưng mà Hen thấy là nhờ có mưa ấy nên là thời tiết ở đây trở nên mát. Mọi người có đưa cho Hen mặc áo mưa, nhưng Hen đang cảm thấy khoái quá, không có muốn mặc áo mưa. Cây giáng hương, và đây có anh Tuyền. Anh Tuyền là phó giám đốc. Dạ, em chào anh Tuyền ạ. À. Em là Hen ạ. Rất là tâm huyết với việc trồng rừng luôn á. Dạ. Khi mà em tới đây em cũng đặt rất là nhiều câu hỏi á. Tức là mình đã từng trồng các cây khác thử chưa? Là thứ nhất, là cái thứ hai là đây là lần đầu tiên mà trồng ở cát, thì em cũng đặt rất là nhiều cái sự nghi vấn. Đúng rồi. Và nghi ngờ đấy. Đấy, mình nghi ngờ. Nhưng mà hy vọng là các anh chị có thể giải đáp cho em là cái ví dụ như là cái khả năng
và cái niềm tin mà mình đặt những cái cây ở đây có thể được hay không? Và liệu nó sống hay không? Tôi đang thực hiện luận án tiến sĩ là phục hồi và phát triển rừng trên đất cát ven biển của Bình Thuận. Yeah. Đây là vùng đất cát trên ven biển rất là khó trồng. Do đó tôi đã nghiên cứu tất cả những loại cây mà nó mọc trên cái vùng đất cát này, trong đó có cây gián hương, cây bằng lăng, cây gõ mật, cây kén rút ruột, vân vân. Đó là những cái loại cây mà nó mọc tự nhiên trên vùng đất này. Nó giống như là được rèn luyện từ thời ông bà bố mẹ cho tới bây giờ. Thì những cái cây đó thì nó sẽ khả năng nó chịu đựng giống như con nhà nghèo. Được đưa vào môi trường nghèo thì nó sẽ sống được tốt hơn. Còn nếu mà những cái cây của những cái vùng, những cái vườn ươm tốt, người ta mình cứ tưởng tượng giống như con nhà giàu nó ăn sung mặc sướng, đưa ra ngoài sa mạc này thì khả năng tồn tại nó rất kém. Dạ, hay, cái ý này rất là hay. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi đã nghiên cứu thử nghiệm là việc mà cái đất cát này nó giữ ẩm rất kém. Cho nên chúng tôi đào cái hố và chúng tôi bỏ thêm xuống đây một ít cái phân hữu cơ màu nâu nâu đây ha. Và một ít hạt tích nước màu trắng đây. Các anh em ở đây là đã tiến hành lấy trước rồi. Khi mà mưa là nó sẽ rút nước vào đây, nó nở lên gấp 300 lần. Thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường nó giống như nó sền sệt, giống như rau câu vậy đó. Thì cái rễ cây nó sẽ bám vào đó là nó chịu được 6 tháng. Wow. Như vậy thì cái khả năng mà mình trồng được là nó sẽ cao hơn. Rất may là có thể là đây cũng là ông trời cảm động trước cái sự nhiệt tình của các bạn trẻ. Cho nên là trời đã, ngày hôm qua đã mưa một đám rồi, đất đã ẩm sẵn đây. Rồi ngày nay chúng ta trồng cây xuống mà mưa như thế này thì khả năng sống nó sẽ rất cao, khoảng 90% trở lên. Đây là bắt đầu mùa mưa hay đúng là... Đúng rồi, đây là bắt đầu mùa mưa đó. Bắt đầu mùa mưa. Và mưa ở Bình kéo dài bao lâu ạ? Mùa mưa đây là kéo dài phải 6 tháng. Nhưng mà mình sẽ chỉ trồng trong vòng 3-4 tháng thôi để khi mà cái cây cuối cùng trồng ấy nó vẫn còn được hứng, ít nhất là 3-4 tháng mưa. Cho nên bây giờ mình bắt đầu là rất phù hợp, bởi vì 3 năm tới sẽ là thời kỳ mà trái đất, và nhất là khu này á, sẽ mưa nhiều hơn, sẽ có nhiều nước hơn. Nên là mới có niềm tin ý là mình trồng được á. Những cái thắc mắc của Hen đã được giải đáp. Và bây giờ là Hen đã sẵn sàng để trồng cây và đặt hết tình yêu của mình vào các cây. Hen sẽ hy vọng là mình sẽ quay lại và tới thăm, và ở đây sẽ là một mảng màu xanh. Trước khi trồng á là các bạn trộn cái phân và hạt tích nước cũng như cái thuốc trừ sùng mối. Nhưng sau mà đó hạt tích nước này là em lần đầu tiên biết anh Tuyền ạ. Cái hạt tích nước này nó được điều chế từ bột cây khoai mì thôi. Các bạn đừng có lấy cát vào trên này mà các bạn lấy cái lớp đất mặt đây. Chúng ta lấy đất mặt bao giờ nó cũng nhiều dinh dưỡng hơn. Và các bạn cũng đừng có lấp sâu quá. Chúng ta cứ chừa hố như thế này ha. Giống như nãy anh Tuấn đã hướng dẫn. Chúng ta sẽ dựng cái cây như thế này. Rồi Hen tự đạp tự đi. Đạp xung quanh. Đừng sát cái cây quá. Rồi. Như thế này thì nếu mưa lớn thì nước sẽ dọng xuống đây giống như một cái hố để chứa nước, và từ từ nó sẽ lấp lại ngang bằng thôi, nhưng mà nó sẽ lâu. Trong thời gian đó nó sẽ giữ nước cho chúng ta. Chúng ta trồng cạn quá thì cái rễ cây nó sẽ lâu để mà nó cắm xuống tới cái tầng nước bên dưới. Cho nên càng sâu càng tốt. Cho em hỏi là cái cây này khi mà đặt xuống đất á thì khoảng bao lâu là nó sẽ bắt đầu làm quen và có thể phát triển hả? Chỉ cần có vài cơn mưa là cây nó sẽ làm quen với đất và nó sẽ phát triển được rồi, thì cái sức sống nó rất là mạnh. Trộn đất. Wow, ở đây có một cục đất sét mọi người ơi. Chắc Hen phải lấy mà. Đất này nè, dinh dưỡng không ta? Ê, có khi là dinh dưỡng đó nhở. Thôi mình cứ bể nó đi. Ui, đất sét mọi người ơi. Hay định bóp cho nó nhuyễn ra xong rồi trồng. Ồ, hình sợ cái đất sét này là rễ cây nó không có bám vào được ấy. Thôi mình lấy ra đi. Ôi dồi, thôi. Chết rồi, khúc này hơi hoang mang mọi người ơi. Nên lấy ra hay bỏ vô đây? Ủa anh, cái đất này nó là đất sét hay là rễ cây hả anh? Rễ cây mục à? Cái này là đất sét. Đất sét. À, đất sét thì nó không có lên được cây đúng không anh? Ừ, đất sét nó chặt quá thì cây. Chặt quá. Vậy em phải lấy ra ha. Rễ cây không vô ăn được. Cảm ơn anh. Mình đang trồng ở một cái vị trí rất là đặc biệt đấy. Tại vì đất ở dưới còn đất sét nữa. Cây giáng hương à? Ta mới đặt mi ở một cái vị trí là ở dưới có đất sét rất là cứng. Cái rễ của mi rất là khó để có thể chiến đấu. Xin lỗi, nhưng mà hãy mạnh mẽ lên nha. Ừ,
Hôm nay là chuyến đi trồng rừng rất là đặc biệt của Hen. Mọi người đều trồng rất là nhiều tâm huyết ấy. Dễ thương quá. Các bạn là KOL, KOC, nhưng mà các bạn dành rất là nhiều tình cảm. Không biết bạn này là bạn gì, bạn Hương, Giáng Hương. Phải không? Dạ, bạn Giáng Hương. Đây là tên là Hương Hóm Hỉnh. Hương Hóm Hỉnh lớn lên nha. Ủa, mồ hôi hay mưa vậy? Bây giờ tôi không phân biệt được nữa. Mưa hay mồ hôi? Nó bị hầm hả? Em ra mồ hôi quá, em tưởng là... Tại vì rõ ràng nó không có nóng. Nó rất là mát luôn. Đây, đất ở dưới đây nó ẩm ướt hơn. Lớn lên và phát triển nha, bạn yêu dấu của tôi ơi. Đây, xong cả nhà ơi. Hai cái cây mình trồng ở đây. Wow. Đã trồng xong một khu vực rồi cả nhà ơi. Ơi, mình sẽ đi gom tài sản. Hello em, cho chị góp tài sản với. Chị tài sản gì nhiều lắm á. Tụt cái quần luôn á. Đấy, chị trồng bao nhiêu cây rồi đấy? Dạ. Bao nhiêu túi là bấy nhiêu cây đấy. Ghê chưa? Đầy cái túi của em luôn này. Còn nữa mà. Hết. Kỳ thú á. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chị đã mang em tới đây. Cảm ơn em là tới đây mới phải chứ. Trời ơi, chị không, tại vì là chị mang em tới cái vùng mà em chỉ thấy cát thôi. Em chưa dám tin điều này là sự thật luôn. Nhưng mà chị là mang em đến đây và mang cho em một cái hy vọng. Nên là em rất là cảm ơn chị Huyền để giúp em có nhiều góc nhìn khác về cái cách mà mình trồng cây. Vì sao chị Huyền lại chọn ở đây? Thật sự là trời ơi, chị cũng rất xúc động khi kể lại cái chuyện này á. Là bọn chị chỉ biết là ở khu vực Tà Cú là đang có nhu cầu trồng rừng. Thế thì cách đây phải đến hơn nửa năm ấy, bọn chị đi đến đây khảo sát. Xong được các anh dẫn đến cái quả đồi này. Xong chị cứ đứng ngẩn ngơ là trời ơi, cái chỗ này thế thì mình rất muốn biến nó thành rừng rồi đấy. Nhưng mà làm thế nào, bởi vì rõ ràng là cát như thế này á. Sao mà cây nó mọc được. Nhưng mà sau đó khi mà nói chuyện với anh em ở Tà Cú này, bọn chị tìm hiểu rất là kỹ về những cái kỹ thuật mà mình có thể trồng cây ở trên hoang mạc này. Xong lại thấy anh em ở Tà Cú, anh Tuyền rất là tâm huyết về cái việc trồng cây này. Anh ấy còn tự ươm rất là nhiều giống cây á, và nhất là khi đi đến đây á, lúc nào hai anh em cũng đi đến với cái ốc đảo cái kia, chỗ có mấy cái cây á, xong bắt đầu là thu hoạch giống về, xong bắt đầu ươm và bảo là năm sau mình sẽ đi đến đây để mình trồng cái cây ở đây. Xong bắt đầu là chị thấy, nghĩa là mình thấy rất là tích cực á. Đúng. Xong rồi cảm giác là bây giờ mình phải quyết tâm thôi. Mình phải quyết tâm, mình phải biến cái chỗ này thành rừng. Và mình sẽ nỗ lực hết sức ấy. Ở đây thì Gaia sẽ không dám kiểu cam kết với mọi người là 100%. 100 cây là sẽ sống hết là 100%. Nhưng mà Gaia sẽ làm hết sức với rất là nhiều những cái kỹ thuật khác nhau như hôm nay Hen cũng thấy đó. Cho nên là mình kiểu có rất là nhiều niềm tin. Và nhất là thật sự ấy, một trong những cái nữa ấy, là Gaia nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều người, trong đấy có Hen. Hen rất là tin tưởng Gaia là ồ, hãy làm những việc khó đi. Và chị thấy đây rõ ràng là một việc rất khó, đúng không? Rất khó, rất thách thức. Nhưng mà nếu thế thì Gaia lại càng phải quyết tâm hơn và nỗ lực nhiều hơn cái việc này. Đó, làm sao mà năm sau chị em mình đến cái chỗ này nó ngút ngàn mà, Hen thấy không? Đằng sau mình nhá là đang chưa có gì này. Đó, và bây giờ mình nhìn ra đằng trước này, đằng kia khác rồi. Đây, đúng không? Bắt đầu mọc lên màu xanh và chị thấy mừng lắm luôn á, nhìn nó rất là khác so với lúc nãy rồi. Thì tưởng tượng kiểu 5-10 năm nữa như cái cây này nó sẽ lớn được 4-5 mét rồi là nó đã thay đổi cái khu này như nào rồi. Đó, nên là rất là mong là Hen có thể quay lại đây thăm cái khu này này, tiếp tục gửi nhiều tình yêu cho cái khu này hơn. Ở đây đất thì đã cát rồi, thêm ở dưới nó có lớp đất sét nữa. Nhưng mà với tình yêu của ta, hy vọng là cây có thể mạnh mẽ, lấy đây là động lực để mới có thể kiên cường ở nơi đây. Đó. Khi mà mình bước vào đây á, rõ ràng là mình thấy đặt rất là nhiều câu hỏi. Nhưng mà có một cái bản thân Hen cũng cảm nhận được luôn, đó là cái năng lượng tích cực mang lại cho Hen niềm hy vọng. Sự tin tưởng, tiếp tục thử nghiệm và tiếp tục tìm ra những cái cách mới nữa để làm cho cái khu này nó phải thành rừng. Anh Tuyền cần rất là nhiều người làm bảo tồn và chị Huyền cũng cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ của các đơn vị khác nhau. Đúng rồi, để có thể mang những cái để có thể mang những cái cây này đến với nơi đây. Đúng rồi, cho nên là phải cần rất là nhiều người chung tay vào đây đấy. Chúng ta mới biến cái khu vực này thành rừng được. Nói chung là cái diện tích để cần phải phủ rừng ở đây rất là lớn luôn ấy. Đó, nên là ước mong là sẽ có nhiều người đến đây trồng rừng hoặc là góp sức chung với chị em mình. Đấy. Chị cho em hỏi là cái cách chăm sóc ở đây nó sẽ khác với các rừng khác không? Ví dụ như là ở bên kia là hàng năm là mình đi phát cỏ,
Còn ở đây thì mình sẽ làm công tác gì để chăm sóc? Ở đây á, thì mình sẽ không chủ trương là phát hết cỏ, tại vì ở đây nó rất là khô ấy. Nhưng là có một cái rủi ro là vào mùa khô nó có thể bị cháy. Cho nên là mình sẽ phải cày những cái đường ranh cản lửa bao quanh cái khu rừng của mình này, làm cho tất cả cỏ với lại thảm thực bì phía trên cái bề mặt của cái đường băng cản lửa ấy nó phải mất hết đi. Nhưng mà mình giữ cho cái thảm phủ này nó vẫn giữ nguyên. Tại vì đây rất là thiếu nước ấy. Và đồng thời tiếp tục bón tiếp hạt tích nước nữa để nó tích được nước vào đây á. Thì rất là vất vả. Nghe rất là vất vả. Trong vòng mấy năm đầu thôi, chứ một khi mà cây nó đã bén rễ được rồi á, độ 3-4 năm á, thì mình yên tâm. Em cảm ơn chị Huyền. Ngày hôm nay em được biết nhiều thông tin để em chia sẻ cho khán giả, những người mà theo dõi cái hoạt động trồng cây của em. Mọi người sẽ hiểu Gaia nhiều hơn, sẽ hiểu cái tâm tư tình cảm của chị Huyền và hiểu là tại sao khu vực này lại trồng cây. Hy vọng là những cái giải đáp vừa rồi của chị Huyền cũng như là những cái chia sẻ, mọi người có thể thấu hiểu được là trồng cây ở khu vực này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mà khó khăn đó không có chùn bước mà vẫn cố gắng tiến về phía trước và sẽ luôn luôn đặt những cái tình cảm lớn nhất, sâu sắc nhất cho cây ở tại vị trí này. Và trong tương lai chúng ta sẽ có một cái khu rừng, một khu rừng, không phải là một cái hoang mạc này nữa. Trời ơi, chị rất là xúc động luôn ấy. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn chị. 1, 2, 3 ớn, năng lượng lên, cười nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số 69. Bạn yêu ơi, cố lên nhá. Tại vì hai cái cây này đối với Hen nghĩ rất là đặc biệt. Khu đất mà Hen trồng là đất sét ở dưới, nên Hen dành nhiều tình cảm đặc biệt hơn cho các bạn. Hy vọng là ngày hôm nay mưa thật nhiều để cái hạt nở để mang đến cái độ ẩm cho rễ của các bạn. Cậu cố lên nha. Đi thôi, bye bye nha, hẹn gặp lại. Ta-da! Vậy là ngày hôm nay đã kết thúc một chuyến đi rất là ý nghĩa. Hen muốn gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến Sociola đã ủng hộ, đã đồng hành cùng Gaia để đến và trồng khu vực rừng Tà Cú ngày hôm nay. Hy vọng là ở khu bảo tồn này, tất cả những cây được trồng ở đây bằng cả tình yêu sẽ lớn lên và phát triển. Và mọi người sẽ dành tình cảm và tình yêu cho nơi này nhiều hơn, để chúng ta có thể mang đến ở nơi đây một mảng màu xanh. Sociola yêu rừng.